Bò này bò né hả gì? Đây mình có phần bò né nè. Bò này kia đây là năm tiếp. Đưa cái cháo cho dựng tên. Cháo có giá nè. Thôi nặng. Chào cả nhà nghe. Hôm nay em đi ăn đám giỗ với mẹ trong nhà của bà Tư. Mình vô xem mấy chị trong bếp nấu ăn nghe. Vô coi mấy chị nấu ăn nè. Bữa nay mình có món gì vậy vậy? Dốt đang làm cái món lẩu kìa. Cháo này, cháo này, cháo này lẩu. Ủa, này là lẩu chứ? Cái này lẩu ngọt. Lẩu ngọt. Chả cá gì gì? Cá này cá thắt lát. Cá thắt lát. Cá nóng rơm nữa nè. Nóng rơm, còn xôi. Xôi hả? Nhìn ngon ha, xôi giò ha. Còn rau đó, rau lẩu đó, quay lên vậy. Rau nữa nè. Bọc mấy cái bịch này lịch sử quá ha. 10 năm mà đang 76 năm. 10 năm đó mẹ. Ừ, đang 76 năm, bà con đâu có bà con hả? Bà con đây là cô Tư của năm. Đây, cô Tư Dũng Tư của năm. Dạ. Rồi thì đang xếp đầu tươi nè. Xếp đầu lẩu. Mình để món gì gì ớt? Cháo hải sản với đồ nguội. Cháo hải sản. Với bò. Tôm này tôm gì vậy mẹ? Tôm thẻ. Nhìn ngon ha. Nhìn tươi quá chừng luôn. Dạ. Không có gì đâu. Bò đừng tới lẩu hả con? Lẩu nè. Bò lên đang xét gì? Bên kia chén gì? Đang xét gì? Mình có đãi là xét không? Mình có là xét hả? Mấy chị có sắp rau câu vô. Lấy rau sau ra sắp. Ừ. Dạ. Cái món này là cái gì mà? Món sở lụi gì vậy con? Nem lụi. Nem lụi hả? Nem nướng. Nhìn đáo ha. Mấy cái đồ nướng là thơm lắm. Cốt, trứng cốt. Cốt chiên. Dạ. Tôm chiên. Tôm chiên. Thịt chiên. Tôm chiên giòn nè. Tôm chiên giòn. Cái này là trứng cốt bọc thù. Dạ. Trứng cốt bọc cái gì vậy? Bọc thù. Bọc xù hả? À. Dạ là nãy giờ cũng sắp xong hả mẹ? Để 6 năm rồi. Vậy là hơn nữa phần đường này. Vậy để mẹ đi lấy rau câu mẹ sắp con lại xét. Dạ, mẹ lấy rau câu đi. Này. Dạ. Nó còn khúc cho con nè. Dạ rồi. Đây này của mẹ. Ủa, của mẹ. Em dỗ bên kia đẩy cũng nửa đường rồi, mình vô hơi trễ. Dạ. Coi do coi gì chiên xào nấu nướng. Mẹ kêu Tướng Dũng sắc rồi. Thêm sắc hả mẹ? Bữa nay mẹ có đem hai cây rau câu vô các bạn. Để lại xét. Bữa nay đám giỗ trên nhà chú Tư Nghĩa không? Nếu bà Năm mà chị nãy chị có đem đồ cúng thì chị đi về đây. Bảo nhân tóc cho mấy vậy? Dạ, mấy gì không biết con hả? Tóc dài hồi đó tóc ngang vai luôn. Dạ. Hồi xưa mẹ để tóc mấy đứa nhỏ là ngang đụng vai giống như con gái vậy đó. Có một kiểu à. Dạ. Hồi đó con đi học mà thầy cô bắt cắt mấy lần luôn mới được á. Để tóc dài quá chừng. Này nước lỏng nè. Bắt hết tóc hai lần mới nhận á. Hết một lần xong rồi không chịu. Đi hết lại lần nữa không chịu. Có cháo nè. Cháo với lẩu ngọt,
đậu nhà của thằng Nên mà nó bán đậu đó, sản không phải đâu. Nên á, giấu lẩu nè, lẩu cháo vậy đó. Trong đây hơi nóng ha. Ngâm nước ngon ha. Vớt cái đó ra để cho nó không khét hả gì? Ngâm nướng nè. Cái này mình nướng hả cưng? Nướng nướng nè. Ngon ha. À, trong đây là cái phần đồ tươi mình chuẩn bị từng phần đó hả gì? Nó bò với mực hả? Vậy là mình từng 10 mâm thì mình sẽ cho vô một bịch như vậy là một dĩa đó, một mâm á. Phần á. Phần. Út giỏi quá ta. Vậy không ăn giỏi quá. Cà cà. Nhẹ giá tôi giống má. Giỏi như cái tư hả? Quay bột giòn mình nhúng nó qua mới lăn qua bột xù. Mày nói gì Út? Đây là bột chiên xù các bạn ha. Mực này, tôm. Đó là cái món giữa đồ nguội đó. Dạ, đồ nguội hả mày? Mấy món này nem nướng một món ha, thì mực chiên xù là 2, tôm chiên bột là 3, rồi trứng cút. Đó là xếp ở trong nhà mình không? Ở đây là tiệc trong gia đình nè các bạn. Xuống nhà bếp luôn. Đây câu câu rồi đẹp quá em. Câu ba lớp nè. Câu câu đẹp ghê không? Này rau câu dừa hả? Câu dừa. Đẹp quá ha. Này màu trên là lá dứa. Này con làm đâu? Dạ con làm ở Sài Gòn. Rồi mỗi lần mỗi về hả sao? Dạ con sáng đi chiều về. Dạ con bán ở đây hả? Dạ dạ con bán ở dưới chợ. Thì mình có dưa hấu. Đây xé. Dưa hấu mình lên nhà trên thôi. Đây là mâm đàn bà ha. Chào chú. Chú ơi. Dạ khỏe hả chú? Dạ ba ở nhà. Dạ. À, vậy tới bữa nay thợ làm nên là ba ở nhà. Dạ. Tôi cũng giờ đang uống nhiều là cứ trước ăn 15 phút là uống vô là ví dụ cái hũ nó để không có thì khỏi. Mình quên mang cái đồ trắng theo ha. Bây giờ mình sắp bằng dao. Có đồ trắng. Dẻo ha. Này rau câu cứng nè. Mình nó dẻo nè. Mấy miếng luôn đẹp. Sắp lên tương điếm. Dạ. Chị xếp đi chị. Chị xếp đi. Sắp lên xếp cho. Nhiều lớp nè. Đẹp ghê không? Này đâu phải dừa hả? Có dừa chị. Không có dừa luôn, không có dừa mà làm héo quá chừng không? Nước cốt dừa, cà phê sữa. Bác hai khen hoài.
cái dĩa này á là phải dĩa bằng á, sắp nó mới đẹp. Dạ, đúng dĩa bằng á. Ừ, dĩa bằng sắp nó nằm nó mình sắp vậy cho nó nổi lên nha. Dạ sắp sao cũng được. Nổi lên đẹp. Rồi bà Hai mẹ ăn chuẩn bị rau câu. Mời chị Bảy lên luôn, mời chị Hai lên luôn. Ờ vậy nào. Hôm nay còn đây. Ở đâu? Hả? Hôm nay còn đây hả, mới về. Không, em mới về. Đi chị Bảy. Rồi chị lên liền. Trời ơi. Chị Bảy, bà làm sơ vị ngon thấy xạo luôn. Biết sao không? Hồi cái đợt chị cúng sơ vị á. Hồi năm rồi hả? Con Nga nó vậy nó, năm nay nó ăn không được. Bữa nay nó hỏi, nói rồi chị Bảy bà cúng, nó nói mẹ đặt con sửng thì thôi. Cực khổ bà biết bà có làm không? Bà có thể bà bán mình đặt nó được, bà có bán mà đặt gì? Đang lai xét trước nha. Được vậy ha? Dạ. Ngon. Đây là đám dỗ. Mực ra mực, còn bột ra bột này. Cái này tuột. Tuột lướt rồi hả? Dạ. Chị gấp cho con tròn đi. Rồi. Rồi đã đủ rồi, đủ tiêu chuẩn rồi. Gấp chút nữa, người khác không có gấp. Đủ rồi hả? Dạ. Xuyên có con tôm chưa? Có rồi đó. Rồi chị ăn. Để mẹ ăn cái nãy gì đó ha. Qua bột chiên giòn. Xương cốt về lăn vô bột chiên ha. Ở bột thịt hả mày? Ừ. Bột gì giò sống á. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ bóc luôn. Khi nào đặt sơ vị làm không? Được. Vậy uống nước không hả? Rồi. Rồi bây giờ mình tới cái lẩu nghe. Này cháu hả? Cháu. Cái hải sản đó. Dạ. Biết sao cái quạt nó quạt cái lò nè. Là nó không nóng. Có người mời thôi chứ họ bị đi không được mà. Chiều. Chiều mày lên hả mấy anh? Mày ăn hết được rồi. Đi lấy theo em ơi. Bữa nào? Đúng rồi, đi về lắm chỗ ngồi. Năm ba này chứ đi chứ. Đi mà đi mùng năm chỗ ngồi. Sợi gà mà. Xe sao đi đang chậm hàng. Có về nữa hả? Có, có về xe. Chiều trở lên luôn. Xe của công ty. Hả? Chậm hàng áo đen nãy giờ. Đúng rồi, bớt con nó co nè. Con nó con. Rai lắm không? Đâu, mình thấy đẹp rai không? Con nó giống nhỏ gái nó bị chào. Chào chị ha. Con đi xuống đây hả? Đây. Là bạn. Giờ bả làm gì?
Mà con no quá. Rồi, đây là phần quà sắp về nghe. Rồi. Con ít. Mẹ được một phần nè. Rồi thôi mình về thôi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại.